Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng ngày hôm nay. Kính chúc cả nhà có một ngày thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè của mình. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Sau đây là một số tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Nga tuyên bố không công nhận tòa hình sự quốc tế. Nga không công nhận thẩm quyền của tòa hình sự quốc tế khi cơ quan này muốn phát lệnh bắt các cá nhân Nga liên quan xung đột Ukraine. Chúng tôi không công nhận tòa án này, không công nhận thẩm quyền của nó. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo ở Moscow vào hôm nay, khi được hỏi về thông tin tòa hình sự quốc tế, ICC ở The Hague, Hà Lan dự kiến phát những lệnh bắt đầu tiên đối với công dân Nga liên quan xung đột ở Ukraine. Công tố viên ICC dự kiến trình bày cáo buộc trước hội đồng gồm các thẩm phán, trước khi phiên tòa sơ thẩm bắt đầu để phê chuẩn lệnh bắt một số người Nga. Hai trường hợp ICC sắp mở phiên tòa là cáo buộc Nga bắt cóc trẻ em Ukraine và nhắm mục tiêu cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Một nguồn tin am hiểu vấn đề hôm 13 tháng 3 cho hay, đây sẽ là những cáo buộc quốc tế đầu tiên được đưa ra từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine và sau nhiều tháng làm việc của các nhóm điều tra đặc biệt thuộc ICC. Trưởng công tố ICC Karim Khan đã đến thăm Ukraine tháng trước để điều tra các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng và năng lượng. Chúng tôi đã thấy rõ mô hình về số lượng, quy mô và phạm vi các cuộc tấn công nhắm vào lưới điện Ukraine. Chúng tôi cần xem xét tại sao điều đó xảy ra. Chúng có phải mục tiêu hợp pháp hay không và liệu có bị nhắm mục tiêu vì những lý do khác, ông nói với phóng viên trong chuyến thăm. Dường như có rất nhiều thiệt hại ở Ukraine, và rất có thể đó là một phần của chính sách, kế hoạch. Chúng tôi cần tìm hiểu tận cùng và xem liệu có trách nhiệm hình sự hay không. Nếu có, chúng ta cần tòa án có thẩm quyền là ICC để xem xét. Ukraine cáo buộc 345 trẻ em nước này đã biến mất từ khi xung đột bùng phát, trong đó nhiều bé bị đưa tới Nga. Một quan chức cấp cao Ukraine hôm 13 tháng 3 nói, rằng họ đã thúc đẩy ICC trong thời gian dài để xin lệnh bắt những người Nga liên quan cuộc chiến ở Ukraine. Ukraine đã và đang thúc đẩy để các quan chức Nga liên quan tội ác chiến tranh bị ICC truy tố, kể cả Tổng thống Nga Vladimir Putin, người phải chịu trách nhiệm cuối cùng, quan chức này cho biết. Mỹ cảnh báo Trung Quốc mắc sai lầm lớn nếu cấp vũ khí cho Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cảnh báo Bắc Kinh không chuyển vũ khí cho Moscow giữa lúc xuất hiện thông tin ông Tập Cận Bình sắp thăm Nga. Mỹ chưa phát hiện dấu hiệu Trung Quốc chuyển giao vũ khí sát thương cho Nga để sử dụng ở chiến trường Ukraine. Nhưng chúng tôi sẽ duy trì cảnh giác và theo dõi chặt chẽ tình hình, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với các phóng viên hôm 13 tháng 3, theo nội dung họp báo được đăng trên trang web của Nhà Trắng. Ông Sullivan tiếp tục kêu gọi Trung Quốc không viện trợ vũ khí cho Nga. Chúng tôi không biết ý định hay quy trình ra quyết định của họ, nhưng Trung Quốc sẽ phạm sai lầm lớn nếu làm như vậy, quan chức Mỹ nói khi được hỏi liệu các phát biểu công khai của Washington có ngăn được khả năng này hay không. Quan chức Mỹ cho biết Washington cũng khuyến khích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên lạc hoặc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chúng tôi tin rằng ông Tập và chính phủ Trung Quốc nên lắng nghe trực tiếp quan điểm của Ukraine, thay vì chỉ nghe những lời từ phía Nga. Đó là điều tốt, có thể mang lại cách tiếp cận cân bằng hơn cho Trung Quốc, cũng như ngăn họ quyết định viện trợ vũ khí sát thương cho Nga, Cố vấn Sullivan nói. Phát biểu được ông Sullivan đưa ra sau khi Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thủ đô Moscow vào tuần sau. Wall Street Journal sau đó dẫn nguồn tin am hiểu nói rằng, ông Tập có thể điện đàm với ông Zelensky sau chuyến thăm. Giới chức Trung Quốc không bình luận, trong khi thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sẽ công bố thông tin khi các bên liên quan sẵn sàng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi giữa tháng 2 cáo buộc Trung Quốc đang xem xét và có thể lên kế hoạch chuyển vũ khí cho Nga. Washington và đồng minh thân cận liên tục cảnh báo sẽ áp đặt biện pháp trừng phạt mới với Bắc Kinh nếu nước này hỗ trợ quân sự cho Moscow. Trung Quốc nhiều lần phủ nhận cáo buộc, chỉ ra rằng Mỹ mới là bên cung cấp vũ khí nhiều nhất trong xung đột Ukraine. Trung Quốc cũng chỉ trích Mỹ đang bôi nhọ Bắc Kinh, cảnh báo động thái này không chỉ ảnh hưởng đến tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, mà còn tác động tiêu cực đến quan hệ Trung-Mỹ. Cả nhà hãy like, đăng ký và bật cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi kênh ra nội dung mới nhất nhé. Những lượt thích, chia sẻ và đăng ký là động lực giúp kênh có nhiều video hay gửi đến cả nhà. Và cả nhà đừng tua video nha vì còn nhiều tin tức hay ở phía sau nữa nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Thông điệp răn đe của Nga khi phóng loạt siêu tên lửa, Kinh Hành. Dùng 6 tên lửa Kinh Hành tập kích loạt thành phố Ukraine, Nga dường như muốn phát thông điệp răn đe khi phương Tây chưa có phương án đối phó vũ khí này. Quân đội Nga tuần trước bất ngờ phóng 81 tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine nhằm trả đũa vụ nhóm thám báo Ukraine xâm nhập tỉnh miền Nam Bryansk của Nga trước đó một tuần và nổ súng khiến hai người chết. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau cho đòn tập kích,
trong đó có 6 tên lửa siêu vượt âm Kinh Thang và 6 quả đạn diệt hạm siêu thanh Hải Hai, những vũ khí mà nước này không có biện pháp đánh chặn. Giới chuyên gia nhận định sự xuất hiện của loạt tên lửa Kinh Thang trong đòn không kích là thông điệp cảnh báo mới nhất với phương Tây về kho vũ khí dẫn đường của Moscow, cho thấy Nga đang sở hữu những loại siêu tên lửa mà Mỹ và đồng minh chưa có phương án đối phó. Tên lửa siêu vượt âm là vũ khí có tốc độ tối thiểu gấp 5 lần âm thanh, Mach 5, tương đương hơn 6.200 km/h. Nhờ quỹ đạo bay phức tạp và tốc độ rất cao, vũ khí siêu vượt âm có khả năng sát thương cao hơn và gần, như không thể bị đánh chặn bằng các lá chắn phòng thủ hiện nay. Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa Kinh Thang hồi tháng 3 năm 2022, khi tấn công một kho vũ khí lớn ở tỉnh Ivano-Frankivsk, miền Tây Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó cho rằng, Kinh Thang là vũ khí có tác động lớn nhưng không tạo ra nhiều khác biệt, ngoại trừ việc gần như không thể bị đánh chặn. Moscow đã biên chế ít nhất 3 loại vũ khí siêu vượt âm và đang sở hữu nhiều loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, nhưng sử dụng tên lửa Kinh Thang trong thực chiến là động thái tăng áp lực với Mỹ trong bối cảnh nước này bị Nga và Trung Quốc bỏ xa trong cuộc đua vũ khí siêu vượt âm. Bình luận viên Davin Dixon của Washington Post nhận xét. Sid Hakosan, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, RUSI, cho rằng tên lửa siêu vượt âm được các cường quốc coi là vũ khí ưu tiên hàng đầu nhờ khả năng xuyên thủng mọi lá chắn hiện nay. Loại vũ khí này có ích cho nhiều nhiệm vụ, như vô hiệu hóa lưới phòng không đối phương và tấn công mục tiêu giá trị cao, nhưng cũng rất tốn chi phí phát triển. Chúng không phải viên đạn bạc có thể giải quyết mọi vấn đề trên chiến trường, nhưng vẫn sở hữu nhiều tính năng đặc biệt trong chiến đấu, ông nói. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inak nói rằng, Nga đã phóng khoảng 20 tên lửa Kinh Thang trong hơn một năm chiến sự, nhận định Moscow sở hữu khoảng 50 quả đạn trong kho dự trữ. Chúng tôi có thể phát hiện tên lửa Kinh Thang đang lao đến, nhưng chúng có tốc độ rất cao và Ukraine không có phương án nào để đánh chặn, ông nói. Đòn tấn công sử dụng tới 6 quả đạn Kinh Thang cho thấy Moscow sẵn sàng triển khai loại vũ khí mà đối phương hoàn toàn bất lực, dù nó có giá rất đắt và số lượng hạn chế. Nó cũng để lại thông điệp rằng, quân đội Nga sẵn sàng dùng Kinh Thang để tiếp tục nhắm vào những mục tiêu giá trị cao của Ukraine. Trong tương lai, Mỹ đang dùng nhiều nguồn lực để bắt kịp Nga, Trung Quốc trong phát triển vũ khí siêu vượt âm và xây dựng các lá chắn đối phó. Lầu Năm Góc đề xuất phân bổ 4,7 tỷ USD cho nghiên cứu vũ khí siêu vượt âm trong năm 2023, so với 3,8 tỷ USD trước đó một năm, cùng hơn 225 triệu USD đầu tư cho cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ để tìm biện pháp đánh chặn. Tuy nhiên, Michael Griffin, cựu thứ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách nghiên cứu và kỹ thuật, thừa nhận Washington sẽ không thể sở hữu những hệ thống đánh chặn tên lửa siêu vượt âm trước năm 2025. Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng trước tuyên bố Nga sẽ tiếp tục sản xuất hàng loạt quả đạn Kinh Thang và bắt đầu bàn giao lượng lớn tên lửa siêu vượt âm do cơn phóng từ tàu chiến trong năm nay. Đây là những khí tài được kỳ vọng sẽ duy trì năng lực răn đe của Nga trong bối cảnh Mỹ phát triển những lá chắn tên lửa hiện đại. Mỹ liên tục phát triển vũ khí chống tên lửa đạn đạo và lập nhiều trận địa tên lửa mới. Nếu chúng ta không hành động, các động thái của Mỹ sẽ vô hiệu hóa tiềm lực hạt nhân Nga, đồng nghĩa với toàn bộ tên lửa của chúng ta sẽ bị đánh chặn, ông Putin nói khi đề cập lý do Moscow phát triển và biên chế loạt vũ khí siêu vượt âm. Đài Loan muốn hồi hương binh sĩ bơi sang Trung Quốc. Quan chức Đài Loan cho biết đang điều tra vụ binh sĩ đồn trú ở đảo nhỏ bơi sang Trung Quốc và muốn đưa anh này trở về. Chúng tôi chắc chắn hy vọng đưa anh ta trở về. Có nhiều kênh khác nhau để thực hiện điều đó và chúng tôi đang theo đuổi. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính nói với phóng viên tại cơ quan lập pháp hôm nay, song không đề cập chi tiết những kênh đó là gì. Tuyên bố được ông Khâu đưa ra sau khi một binh sĩ Đài Loan đồn trú trên đảo Tiền Tiêu thuộc quần đảo Kim Môn biến mất trong khi làm nhiệm vụ và sau đó được phát hiện tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc. Ông Khâu phủ nhận tin đồn, cho rằng binh sĩ này bỏ trốn vì bị ngược đãi trong quân đội. Khi được hỏi liệu quân nhân này có nguy cơ tiết lộ thông tin mật về quân sự hay không, ông trả lời, dù anh ta có làm như vậy, chúng tôi cũng không cần phải thực hiện bất kỳ điều chỉnh chiến lược mô lớn nào để hạn chế nguy cơ. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc chưa bình luận về vấn đề này. Cơ quan phòng vệ Đài Loan trước đó cho biết người lính họ Trần không xuất hiện trong phiên điểm danh hôm 9 tháng 3 khi đang làm nhiệm vụ trên đảo Ân Giang thuộc quần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát và nằm cách thành phố Hạ Môn của Trung Quốc khoảng 5 km. Giới chức đã liên lạc với gia đình Trần, một quân nhân chuyên nghiệp, và thành lập đội đặc nhiệm để tìm kiếm. Nghị sĩ Đài Loan Vương Định Vũ ngày 11 tháng 3 cho hai người lính này đã bơi từ đảo Ân Giang hướng về thành phố Hạ Môn và được lực lượng hải cảnh Trung Quốc vớt lên. Các giả thuyết ban đầu cho rằng Trần bị sóng cuốn trôi, nhưng giới chức Đài Loan đang đặt nghi vấn anh này đào ngũ. Một số thông tin cho hay Trần lên kế hoạch bơi đến Trung Quốc để trốn nợ cùng các rắc rối trong quan hệ. Trong thời kỳ cao điểm của chiến tranh lạnh, một số người từ cả hai phía đã tìm cách bơi qua vùng biển giữa Trung Quốc và Kim Môn.
Tại điểm gần nhất từ trạm quan sát Masan, khi thủy triều xuống, đảo chính Kim Môn chỉ cách bờ biển Trung Quốc chưa đến 2 km. Đài Loan kiểm soát Kim Môn và quần đảo Mã Tổ gần đó sau khi Tưởng Giới Thạch chạy sang Đài Loan năm 1949. Hàn Quốc nói Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển. Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía đông bán đảo. Quân đội Hàn Quốc phát hiện hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn bay từ Yangon, tỉnh Nam Hoàng Hà Ê, về vùng biển phía đông lúc 7 giờ 41 phút đến 7 giờ 51 phút, 5 giờ 41 phút đến 5 giờ 51 phút giờ Hà Nội. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, GCS ngày 14 tháng 3 cho biết, cơ quan này cho biết quân đội Hàn Quốc đang báo động cao và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu dưới sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Mỹ. Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận lá chắn tự do, dự kiến kéo dài 11 ngày. Đây là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất trong 5 năm qua giữa Mỹ và Hàn Quốc. Trước đó, Triều Tiên ngày 12 tháng 3 phóng tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm đánh trúng mục tiêu cách 1.500 km. Triều Tiên cho biết vụ phóng tên lửa chứng minh mức độ hoạt động hiện tại của các phương thức răn đe chiến tranh hạt nhân ở những không gian khác nhau. Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung ngày 13 tháng 3 trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang. Hàn Quốc gần đây tham gia các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Mỹ và Nhật Bản, trong khi Triều Tiên tổ chức nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí mới để đáp trả. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc, coi đây là hành vi mang tính thù địch của liên minh. Triều Tiên ngày 12 tháng 3 tuyên bố thông qua các biện pháp răn đe chiến tranh nhằm đối phó hành vi khiêu khích chiến tranh của Mỹ và Hàn Quốc đang đi đến lằn ranh đỏ. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của kênh. Mọi người hãy giúp kênh bằng cách nhấn nút like, đăng ký, chia sẻ để giúp kênh có thêm động lực làm nhiều clip hay hơn nha. Trên đây là một vài video của kênh. Cả nhà hãy nhấp vào xem để ủng hộ cho kênh nhé. Tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà vào bản tin ngày mai. Tạm biệt cả nhà.